Về thế mà hình chứ. Rồi. Thế thì em dùng A studio là chủ yếu. Rồi, thì thực chất là cũng là A thôi, không có vấn đề gì hết. Ok. Điểm. Ừ. Thì được, mọi người có thể tùy với thường mấy bác này hay dùng thì nó cài sẵn rồi, lúc chạy là ra rồi. Còn nếu mà gỡ hooking directory thì mình có thể đặt ở đây. Cái data thực ra thì em đã chạy đây rồi. Mọi người muốn thấy thì có thể dùng hit header. Thấy này nó có những cái biến gì đây, ví dụ như chữ code này chữ from hoặc là start end và các cái key value. Mọi người có thể dùng view. View thì nó hiện ra cái bảng. Mình thấy rõ được là các cái bảng có cái cột này, những cột gì và giá trị thế nào. Thì dùng ggplot thì thông thường ggplot thì căn bản là có thể dùng từ plot data. Thường là mình có thể sau đấy thì mình có geom. Thì cái này mình có thể dùng cái đuôi là histogram hoặc là các cái khác. Như trường hợp này yêu cầu của mình là vẽ cái histogram của cái DNA methylation này, của cái hai cái vẽ hai cái này trên cùng một cái biểu đồ. Đúng. Thì cái này nó chưa đẹp lắm nhưng mà vẽ thì mình có thể dùng lệnh bằng geom histogram cái aesthetic điện điện này, cộng hai cái này lên cùng một cái thì nó có thể chồng nhau trên một cái biểu đồ. Thì mình muốn hình nhìn cho rõ thì có thể chọn màu khác nhau. Cái này mình có thể nhiều cái option chọn màu nhưng mà em chọn tạm thời hai cái màu này. Đúng rồi, vậy là được rồi. Giờ em có thấy legend của nó không em? Tôi không thấy legend của nó. À, và cái này em chưa thêm. Nhưng mà cái này nó có một cái là ở đây thì bên này. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Mình có thể xin pin thì có thể dùng đặt theo tên cái này. Nó với các option khác nhưng mà em chưa 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 thay đổi option. Giờ em thay đổi option luôn đi em, để cho mọi người thấy được cái hình mà ở đây mình vẽ. Vâng. Thế này thì X color thì em có thể bin có thể bằng trường mình thể chọn đâu chạy. Sorry, mọi người chờ tí. Cái này thì tên tên của biểu đồ này thì em nên thầy muốn thay đổi option gì ạ? À, thực chất ra là ở trong đây á, để mà làm được cái này á, thì em phải tôi muốn là thay cái chữ blue á, đó bằng cái chữ là ACBA positive, còn cái chữ red đó tôi thay bằng cái chữ của cái group đó đó, được Vâng không? vâng vâng view. Cái này thì là cái này color film blue red. Này em quên mất rồi, cái này là option thêm cái option gì. Thực chất ra là em phải tạo một cái cột ha. Cái cột đó chính là cái cột mà label của nó, đúng không? Thí dụ như bây giờ em tạo ra một cái cột là Cái đó thì em em nói hai cái cột đó lại, đúng không? Tương ứng với mỗi cột đó sẽ là cái tên của nó. Ha. em có dùng một cái tạo ra cái bảng data này thì có thể ý ý thầy Đúng rồi. này. Chính xác đó, đúng rồi, cái mesh.status đó. Em color bằng cái mesh.status đó, được không? Vâng.
Thế thì em có thể dụng để data, em có thể dùng bằng cái lệnh Gather. Thì em cứ chuyển từ cái lệnh này thì mình có thể tạo ra một cái bảng mới, cái data mình dùng lệnh Gather này, thì cái data gốc này thì mình sẽ thêm một cái cột, tức là nhập hai cột này vào thì mình sẽ có key ra đây thì nó sẽ có data. Giờ em hét cho mọi người xem thử cái data của em, ở data bar của em là cái gì. Đây thì nó em view view cũng được hoặc là hết. Rồi. Thì mình sẽ có một cái cột từ cái bảng, mình trên bảng nó sẽ dài hơn, cái này thường là gấp đôi, gần gấp đôi, tận 3.000 dòng. Đúng rồi, nó gấp đôi Thì chứ. nó Ai có một cái bảng là giá trị của các cái và một loạt nữa thì nó có các dương và âm, thì nó sẽ trên này thì mình có thể dùng ggplot thì đây. À, cái này được luôn. Đây là bốc rồi. Vô histogram. Đệ. Cái này đúng thế. Đúng rồi. Vâng. Nhưng mà em Thế không thì cần kho lo đâu em, không cần kho lo đâu, à, bỏ. vì cái hàng này vì nếu không color nó dính nhìn hơi khó nhìn nên em để cái color cho nó dễ tách cái cột ra cho nó dễ nhìn được. Còn nếu mà em xóa cái này thì nó sẽ nhìn nó dính nhau. Đấy, nó dính này thì nhìn hơi khó nhìn thế nên. Rồi. Vâng. Đây là cái mà tôi muốn vẽ đúng không? Vâng. Đây có hỏi gì không? Mọi người có hỏi gì không? Tụi mình thì làm được rồi đó em, nhưng mà không biết là mọi người ở đây thì sao? Có ai hỏi gì không? Cái định ra như vâng. Cần filter thì cái này thì chắc dùng rồi. Anh ơi, cho em hỏi chỗ filter đó là giống như mình subset cái đó là hồi đó mình. Tức là mình lọc ấy, mình lọc từ cái data, tức là mình có thể tạo ra một cái data số 4 thì nó từ cái file gốc là data thì mình chọn ra một cái file mà nó chỉ có cái thỏa mãn cái điều kiện này. Filter ấy, thì mình có thể lọc ra được cái tất cả cái giá trị mà nó có hai cái này thỏa mãn điều kiện này. Nếu mà có thêm thì mình dùng vào hoặc là hoặc ở đây thì mình sẽ thêm vào. Cái này của mình có thể vào hoặc là hoặc là một các điều kiện khác nhau. Mình có thể thêm hoặc của đây chẳng hạn. Hoặc là và cái gì nữa mình muốn thêm điều kiện khác thì mình có thêm vào đây Dạ thì dạ tạo ra một cái file số 4 thì nó cũng có cái giá trị bên này, nó sẽ chỉ lọc ra những cái mà thỏa mãn điều kiện của mình. dạ em cảm ơn anh. Nhưng mà khoan chưa em, cái kia mà vẽ ra được cái density luôn đi. Ở đây nè, thí dụ giờ vẽ được cái histogram mà vẽ luôn hai cái sợi density ở trên hai cái histogram này luôn được không? Và em nhớ là add density mà em quên mất cái lệnh Bây giờ em cộng thêm cái nữa đi, cộng thêm một cái nữa, genome density. density vâng. Rồi, đóng mở ngoặc là được. Thật chất là cái AS của em á, em copy nguyên cái AS của em á, em để lên phía trước, để lên cái chỗ mà À, chỗ cái video phần đầu tiên này vâng. đúng rồi, như vậy thì sẽ sử dụng luôn cho cả hai luôn. Density nó chưa sâu ra nhỉ?
Như vậy em xóa cái histogram trước đi, em sẽ thấy density tại biên xong là cái scale của nó không có giống nhau á, bởi vì em không thấy được. Em xóa cái không phải, em copy cái dòng lệnh đó một lần, em bỏ cái chính giữa là được. Bộ cái này Đúng rồi, bỏ cái chính giữa đi. Tại scale nó khác nhau chứ nó có đó. à, Đó, rồi. ở đây chỉ có 0.01 thôi, còn kia tới 150 lần bởi scale em nhìn em thấy rồi. À, Rồi. vâng. Thì thực chất có cách làm normalize cho cái density này nó bằng với scale kia, đúng không? Đó. Nhưng mà mọi người không làm thì tôi có nói đi cũng không có hiểu đâu ha. Bởi vậy là chấp nhận như vậy đi. Rồi. Em tiếp tục nữa đi em. Cái số 4 là mình lọc ra những cái CP size mà có cái này methyl này lớn là bottleneck thì mình có thể dùng lệnh filter thì mình tạo ra một cái Khoan, data. để tôi hỏi sinh học một tí xíu cho mọi người ở đây có hiểu không? Ở đây cái DNA methylation giữa hai cái phenotype là negative với positive á, thì tại sao là vẽ cái histogram ra thì tụi nó DNA methylation nó bằng nhau vậy mọi người? Ở đây, ở trong đây đúng không, người ta tìm được những cái file này là kết quả của những cái CP size mà nó khác biệt giữa cái bệnh là ACPA đúng không? Đó. ACPA negative có nghĩa là healthy, còn ACPA positive có nghĩa là bị bệnh, đúng không? Tại sao người ta tìm ra được cái DNA methylation khác biệt mà mình khi mình vẽ lên cái histogram á nó không phân biệt ra làm hai nhóm mà nó chụp lại nhau, nó lồng lại với nhau, tại sao vậy? Em không rõ lắm, chắc là vì nó tính min hay gì. Tại vì ở trong đây là người ta có cái hypermethylation hoặc là hypomethylation trong cùng một file luôn, đúng không? Người ta tìm cái DNA methylation khác biệt thôi. Nó có thể khác biệt theo chiều dương mà khác biệt theo chiều âm luôn, đúng không? Khi mình vẽ ra thì nó sẽ tổng cộng lại mà, tổng cộng sự khác biệt mà, đúng không? Bởi vì nó sẽ không có theo một cái hướng nào hết. Bởi vì cái câu hỏi thứ hai của tôi mới kêu là vẽ ra cái positive mà nó nhỏ hơn negative mà cái p-value của nó nhỏ hơn, rất là thấp á, giống như vậy á. Để mình chọn ra được là mình chỉ muốn chọn ra cái DNA methylation, CP size và DNA methylation của cái negative nó lớn hơn cái positive thôi. Được không? Thì khi mình vẽ ra thì nó mới phân cực ra được. Tại một bên lớn, một bên nhỏ. Đúng không? Còn cái kia là sự khác biệt. Khác biệt có thể là positive nó lớn hơn negative, hoặc là ngược lại negative nó lớn hơn positive, đúng không? Bởi vì mình vẽ chung thì mình sẽ không thấy được đó, bởi tôi mới tách ra để tôi vẽ cái nhỏ hơn đó. Rồi em làm tiếp đi. Cái này thì cái lọc này thì em lọc ở đây này. Thì mình có thể dùng lệnh filter Đúng thì rồi, nó cái file là file gốc là dash mình cái các cái điều kiện thì mình có thể điều khiển ở đây, nếu mà nhiều điều kiện thì mình có thể kết nối với nhau bởi và hoặc là hoặc thì mình sẽ tạo ra một cái file dash bốn cái hết for thì nó vẫn là cái file này, nó vẫn là cái cách cột như thế, nhưng mà nó sẽ loại bỏ những cái hàng mà nó không không thỏa mãn cái giá trị thì nó chỉ trừ lại những cái đấy. Cái này là what? Ví dụ cái cột này là mình cái này nhỏ hơn thì mình thấy là tất cả các giá trị bên này đều cột bên này đều nhỏ hơn bên này thì chắc là lọc đúng. Heat map. Đoạn heat map này thì em chưa chắc lắm. Nếu heat map mà đắt 4 thì nó sẽ ra cái hình ấy, nhìn nó không không. Được cái hình này. Thấy nó không không. Nó tách biệt có giá trị. Ừ.
Không hiểu tại sao chỗ này nó là đều chắc là cái scale nó xa quá nên nó Đúng, đẹp. không, em vẽ cái heat map của demethylation hai cột đó thôi, còn cái ESA này nó rất là lớn, nó rất là to, đúng không? Không có đô la được, mà em phải mở ngoặc ra, mở ngoặc vuông ra, mở ngoặc phải Cột này là C cột số C C C à, C. để tên luôn, mở ngoặc tròn ra rồi copy hai cái cột đó. Đúng rồi, copy hai cột đó, đó đúng rồi. Không, hai cột là mét của cái positive với mét của negative đó. Ừ. Em để vào. Không, ở trong đây nó phải cái tên ở trong R nó lạ lắm, mà cái tên nó phải là trong dấu ngoặc kép đó. Cái tên đúng rồi. Ừ. Rồi, vậy là em thay cái chữ heat map vào. Đi Đúng rồi. à, cái này ta vẫn hiểu. Để xem cái này. Đây đúng thầy. Rồi, đúng rồi. Nếu mà vẽ cái filter cái này thì nó dưới này tương tự. Nhưng mà giờ nhìn vô trong cái hình này thấy cái differential chỗ nào? Scale y giống y hệt cái đoạn này thì chưa Đúng thấy. rồi. Đúng rồi, có đoạn nó có đó, còn mấy cái đoạn kia nó không có, đúng không? Thì gần như nhau. Cái này có hơi đậm hơn nhưng mà Ừ. cũng không biệt được không ấy. Có nghĩa là cái sự khác biệt của mấy cái này nó không có lớn, đúng không? Đó. Bởi vì là ở đây tôi muốn vẽ cho mọi người thấy, để mọi người thấy được là nếu mà sử dụng p-value là tin tưởng không được, đúng không? Tôi lúc nào tôi cũng filter bằng cái delta hết đó. Có nghĩa là cái sự khác biệt đó, đó. Ví dụ sự khác biệt phải là 0.2, đúng không? Thì nó mới có sự tương phản đó. Còn sử dụng p-value không có ý nghĩa gì hết, được không? Bây giờ mọi người thử sử dụng cái delta coi, là nếu mà cái delta là bằng 0.2 thì nó sẽ như thế nào, cái heat map đó. Ở dưới em cái dòng chữ 60 em có sử dụng delta đó, thấy không? Đó. À vâng được ta thì cái này thì em Ừ, đó. Thì một lát mình lại vẽ heat map lại bằng cái delta bằng 0.2 thử coi như thế nào ha. Ok, rồi, vẽ tiếp tục đi. này thì filter cái này số 5 thì em chắc là mình thay đổi điều kiện cũng thể gửi lại Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái đó ừ. làm sao cũng được. Cái này chỉ là câu hỏi thêm để thấy được cái toàn cảnh thôi ha. Sáu thì delta thì mình có thể tạo ra một cái file delta thì mình có thể dùng cái lệnh mute file gốc là dat thì mình tạo ra một cái cột delta ở trong này thì cột delta thì bằng mình lấy cái giá trị của cái mét này trừ cái này. Đây thì nó sẽ ra nó thêm một cái cột data đâu nhỉ? Data 6 ừ. Data à, nó dài quá nó không hiện nó đây nó cái cột này thì nếu mà mình dùng summary delta thì nó sẽ ra được cái giá trị mean median và SD thì nó hiện ra cái giá trị này. Mọi người thấy cái delta này đấy. Thì mình dùng lệnh mute thì mình tạo ra một cái cột delta giá trị đấy thì nó hiện đây. Cái Rồi, rồi bây giờ em chọn cái delta mà nó dương mà nó lớn hơn 0.2 rồi em vẽ cái heat map lại, được không em?
Vâng. Để cho mọi người thấy được là nếu mà mình filter bằng bivalue á, nó không có ra được cái mà mình muốn á, có contrast á, giữa cái negative với positive như thế nào ha. Được, trở nên ai thế? Xem. Thì nó sẽ loại vào tất cả các giá trị. Thuộc rằng vậy. Này nếu mà lọc ra delta nó lại thì nó sẽ bị này đấy. Alo. Alo, em thử vẽ heat map thử coi em. Thử vẽ heat map coi sao. À, vâng. Heat map. Copy cái ảnh lúc lọc ra cái data số 7. Nhưng có vẻ sao nhìn hơi giống giống lúc cái lúc này. Cũng không khác mấy. Còn cái này thì không xúc. Câu số 7 thì tô Ủa, răng. em cho nó không phải lớn hơn trừ 2 em cho nó lớn hơn 0.2. À vâng. Thế 0.2. Rồi em chạy lại đi em. Rồi em vẽ heat map. Có khác biệt đoạn này. Nhìn Đúng tổng không? thể thì nó không nhiều lắm. Cái Kỳ này. quá ha. Vậy em cho 0.4 đi, thử coi sao. Đây là em làm có sai chỗ nào? Filter à, để em chắc là em tùy phải rồi, từ từ em xem mà đất sáu. Sáu thì nó delta ở đây. À, ở đây okay. À, ở đây nó tính phần trăm á, vậy là lấy 20 chứ không phải là 0.2, sorry em. Tính phần trăm chứ nó không phải tính từ 0 đến 1, cái scale của nó từ 0 đến 100. Em quay lại, em cho nó 0.2 ở 20, số đó 20. Rồi. Có nghĩa khác biệt là ít nhất là 20%. Vậy chạy ra nó còn có một snip à, ở nó còn có một CB size à, em cho nó 5% thôi.
Vậy chứng tỏ này thấp, nó khác biệt ít lắm. Vậy cho Thì nó 10% đi em, cho nó 10% đi. có vẻ nó tách này, đoạn này khác biệt. Đấy. À. Đấy, số 7. Ít tu đam po kỳ và liều. Cái này, cái tương tự cái lúc nãy này. Không, cái này là vẽ cái column p value với lại cái column q value á. À, vẽ vẽ nó ra để cho mình thấy được là khi mà mình làm cái p value adjustment đó thì nó sẽ như thế nào. Tại vì cái p value á thì là cái raw đó. Còn cái q value á là cái p value adjustment đó, sau adjustment đó thì cái q value nó sẽ lớn hơn cái p value ha. Chẳng hạn cái kia nó là 0.005 thì cái này nó trở thành là 0.01, ví dụ vậy, nó ta adjust nó lại. Thì tôi muốn cho mọi người thấy là cái scale của nó khác biệt như thế nào sau khi làm cái p-value adjustment. Nhưng thì mình có thể vào cái học vào mình có thể tạo ra một cái file khác bằng lệnh Razor như lúc nãy. Đúng rồi. Đấy, cái này thì chào. Ừ, số 8 thì mình sẽ tạo ra cái cột giống này. Một cột là value, một cột là có âm và dương. Thì histogram lúc nãy. Cái phần histogram này. Chuyên số 8 QP và liều thế này. Cái này của em nó sai chỗ nào nhỉ? Okay.
Làm đi. Tám. Này được. Rồi. Thì vào đây cái này thì em vẽ. Rồi mọi người thấy, nhìn vô trong này thấy cái p value nó rất là nhỏ, đúng không? Nó gom lại ngay chỗ mà 0.0000 mấy đó, đúng không? Còn trong đây cái q value á là nó trải dài cho tới 0.01 phía trên. Được không? Có nghĩa là tại sao người ta phải làm cái p value correction? Tại vì biết sao không, là ở trong đây á là mình có là 28 triệu CP size, đúng không? Có nghĩa là mình sẽ làm 28 triệu cái t-test đó. Như vậy là trong cái quá trình mình làm nhiều cái t-test như vậy á, thì lỡ đâu mà không phải cái lý do mà nó có cái p-value thấp thật sự, mà nó do ngẫu nhiên trong mình làm nhiều lần á, thì ngẫu nhiên mình làm sai 2-3 lần gì đó, bởi vì cái p-value nó sai thì sao? Bởi vì người ta phải làm cái correction, được không? Có nghĩa thí dụ như mình làm 28 triệu thì mình nhân cho 28 triệu lần làm, đúng không? Để mình correct đó. Cái đó rất là conservative, đúng không? Người ta có nhiều cách để người ta làm p-value correction đó ha. Ở đây chỉ cho mọi người thấy được là cái p-value sau khi correction đó thì cái p-value nó sẽ lớn hơn ha, khá là nhiều so với lại cái raw, cái original p-value, được không mọi người? Ok không? Ha. Mình làm cái số test đó nó sẽ đồng nghĩa với lại cái việc mà mình phải correct nó. Cái số test mình làm càng nhiều thì mình phải correct nó càng nhiều ha. Nó chứ không phải giữ cái p-value nó không đâu ha. Bởi vậy là bữa trước á, nếu mà ai học, ai nghe kỹ cái bài GWAS sẽ thấy được là sau khi mà người ta làm ra p-value, đúng không, người ta phải correction cái p-value đó. Thì bởi vậy cái p-value người ta thường chọn cái ngưỡng là 10 mũ trừ 7, chứ không phải là 0.01 đâu ha, mà người ta chọn là 0.00001, tại vì cái SNP của mình tới 4 triệu lần, mình phải correct nó lại. Được mọi người, ok không? Rồi, cảm ơn Hiệp rất là nhiều ha. Thì dĩ nhiên là mình không có vẽ vẽ là đẹp xuất sắc gì, nhưng mà ít nhất là mình hiểu được cái dataset này, đúng không? Denementation là gì đó. Rồi người ta, nếu mà ai thực sự thích đó, thì người ta có đọc luôn cái bài đó. Tôi đâu có giấu giếm cái bài đâu, tôi đưa cái bài nguồn luôn, đúng không? Rồi tôi chỉ lấy cái dataset người ta đã làm sẵn rồi, người ta có denementation rồi đó, để mình vẽ, để mình hiểu được, đúng không? Mình học thứ nhất là cái gì? Học cách vẽ, đúng không? Đó, tại vì mai mốt mình phân tích dữ liệu mà mình không vẽ được cái hình thì làm sao mà phân tích dữ liệu được, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình hiểu coi cái bài người ta nghiên cứu, người ta làm nghiên cứu, người ta làm những bước gì trong cái bài đó, đúng không? Để người ta ra được cái data như vậy. Hả? Rồi. Cảm ơn Hiệp rất nhiều. Stop. Rồi, cho tôi. Thầy ơi. Alo. Nói đi em. Em có cái câu 1 á, em có một cách vẽ y chang như hình của thầy để em xem màn hình. Mọi người thấy hình của em. Thấy rồi. Thì đầu tiên là nói chung là em nhập dữ liệu vô trước. Alo, em xin lỗi. Em hết cho tôi thử cái data của em trước, coi là nó là cái gì trước đi. Chính là trong IR thì cái nói chung là cái dữ liệu mà thầy đưa á thầy. Cái này là em làm câu 1 ạ. Đúng rồi. Ừ. Rồi. Vậy em muốn hỏi cái gì? Em vẽ cái hình
em vẽ đi em. Em bấm cái phím mũi tên đi lên để nó quay lại chỗ ggplot và em enter đúng cái. Tội nghiệp quá hả? Thì nó ra như cái hình này là thầy, như cái hình thầy minh họa cho mấy câu một á. Đúng rồi. Rồi em muốn hỏi như sao? Em muốn hỏi cái gì? Em hỏi cái cái chỗ đâu à? Cái chỗ này là thầy. Em hiểu là theo kiểu là số lượng hàng, số lượng cái hàng của cái biến met ACBI post đúng không thầy? Ví dụ em thay số 1000 thì nó sẽ ra một cái hình khác. Thì em đo cái hàng này là 1909 của cái dữ liệu của mình á, thì nó lại ra một cái hình khác. Đúng rồi, ở đây là người ta đọc randomize, người ta tạo ra một con số nó theo cái normal distribution, được không? Yeah. Ừ. Em thấy chữ R norm không? Có nghĩa là tạo cho tôi cái data có 1909 cái row, 1909 con số, nhưng mà theo cái distribution là normal distribution, được không? Yeah. Bởi vì vẽ ra được hai cái normal distribution đó. Yeah. Ok. Ừ. Vậy là nếu mà cách vẽ này là vẫn đúng đúng không thầy? Thì vẽ cái nào cũng đúng á, data chỉ khác data thôi à. Một cái data của Hiệp là lấy data từ cái bài báo, còn em là tự, ở đây là tự mình random cái con số, mình tự tạo ra một cái bảng số riêng cho mình để mình vẽ vậy thôi, được không? Mà cái data này là em thấy lấy từ cái bài báo mà thầy, cái tiểu liệu thầy gửi cho em mà. Thì nó cũng ra như vậy. Em hết cái data của em đi, em hết chữ data của em đi. Hết data. Đóng mở ngoặc data em. Em vẽ cái ggplot của em là em để cái chữ data. Còn cái DT này là data mà của nãy Hiệp sử dụng á, là data trong bài á. Thì em vẽ là em vẽ cái nào? Em vẽ là cái data mà em generate bằng cái randomize nó lên đó, được không em? Dạ. Bây giờ em sửa lại đi, em click cái con chuột của em lên. Click lên. Không phải, cái con chuột á, cái không phải, lấy cái dấu mũi tên á, sorry, cái dấu mũi tên của em bấm cái dấu mũi tên lên, up, rồi up thêm một nữa. Up nữa. Rồi. Chưa 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 chưa, quay lại cái chữ chữ ggplot đi. Rồi, em kéo cái mũi tên phía bên tay trái, em kéo nó qua thay cái chữ data đó bằng cái chữ là DT. Bây giờ DT ở trong đây X, em đâu có để chữ value được, ở tại cho mình đâu có cột nào cột value đâu. Yeah. Đúng không? X của mình là gì? X của mình là ở đây em vẽ là b value for, không phải met.abacpa positive. Hai cái chữ value á, click cái con chỏ cho nó lên cái up. Ừ. Thay cái chữ value bằng cái chữ đó. Rồi. Ở đây mình vẽ một cái thì không cần phải fill, để mà làm cái fill thì phải làm cách khác ha, bỏ cái fill này đi. Thế gì nó chỉ có ra một cái mình cái biến met ICB boss thôi. Đúng rồi. Em tập vẽ mà. Ừ. Dạ. Dạ. Có gì em sẽ tìm hiểu thêm. Cảm ơn thầy. Dạ em xong rồi. Ok. Có ai hỏi gì nữa không? Mọi người hỏi hỏi luôn đi ha, cho mình lỡ rồi.
không không còn gì để sợ nữa. Suy nghĩ đi mọi người, coi có hỏi gì hỏi luôn. Rồi, không có hỏi gì hết thì tôi lại bắt đầu. Mọi người thấy màn hình của tôi không ạ? Dạ thấy. Rồi, thì hôm trước mình đã học bữa trước, có nghĩa là cách đây 3 tuần thì mình học Whole Genome Sequencing, có nghĩa là mình sequencing DNA của mình nói chung đúng không? Đó, để mình có thể biết được là một cái mẫu nào đó, cái DNA, mẫu DNA của người, của động vật hay là của thực vật gì đó có đột biến hay không đúng không, hay là có SNP hay không. Và xong xuôi rồi tuần trước thì mình cũng học tới là các loại đột biến đúng không. Thì thường á thì mình sử dụng mấy cái tool để mình clone cái SNP ra, thì mình clone là thường là mình có clone được cái substitution đúng không. Đó có nghĩa là A chuyển sang T hoặc là J chuyển sang T, ví dụ như vậy. Xong xuôi rồi mình cũng có clone được mấy cái indel, short indel, có nghĩa là từ 1 cho tới 12 nucleotide đúng không. Indel thì bao gồm có deletion với insertion. Đó thì mình rốt cuộc là mình cũng ra được cái file VCF file đúng không. Nhưng mà cái file VCF file của mình thì nó không có đủ thông tin để mình hiểu được cái bệnh đó đúng không. Mình biết được cái đột biến đó hoặc cái SNP đó, cái indel nó xảy ra chỗ nào đúng không đó, nhưng mà mình không có biết được là nó nằm ở trong gene nào, nó có chức năng như thế nào, nó có gây bệnh hay không đúng không, mình không có biết được. Thì một cái pipeline của mình bình thường á thì mình cũng có đúng không, mình có reference genome, tại vì mình cái này NGS mà đúng không, mình phải có cái reference genome. Rồi mình có cái raw read, cái mình làm alignment vô trong cái reference genome đó, mình ra BAM file. Rồi nếu mà nó có duplication thì mark duplication đúng không. Rồi mình calibrate cái quality của cái base pair của mình đúng không. Rồi mình được cái BAM file của mình để mình làm mấy cái chuyện calling. Nếu mà mình bố trí thí nghiệm, mình thu thập mẫu theo cái kiểu là trial family á, có nghĩa là một cái gia đình có 3 thành phần chồng đúng không, là ba, là mẹ và con đúng không. Đó thì mình sẽ làm cái việc là calling theo cái kiểu này ha. Tại vì cái này là mình muốn biết được mấy cái somatic SNP đúng không. Đó thì mình phải dựa trên là cái những cái SNP, những cái variant của ba với mẹ đúng không. Đó để mình tìm ra cái somatic của con đúng không, hoặc là cái germline luôn. Đó thì mình đi theo cái hướng này, cái này là bố trí thí nghiệm theo cái hướng của mình ha. Thì cuối cùng mình cũng được cái VCF file ha. Rồi còn một cái cách khác nữa là bữa trước là Hiệp cũng nói đúng không, đó là Hiệp cũng nói cho mình nghe là nếu mình có cái normal, cái tumor đúng không, cái normal đây thường là những cái adjacent normal. Ví dụ như tôi làm ung thư vú thì tôi thí dụ như bên trái bị ung thư, cái tuyến vú bên trái bị ung thư, còn cái tuyến vú bên phải thì không bị, thì tôi lấy cái đó làm normal nếu mà người đó chịu cho mình lấy biopsy đúng không. Còn nếu không thì mình lấy liquid biopsy, có lấy máu của cùng một cái người đó thì cũng làm normal cũng được ha. Đó thì mình sẽ có một cặp tumor normal để mình gọi cái somatic SNP ha. Thì đây thì hồi nãy á mọi người cũng thấy rồi, khi mà mình calling á, cái tool mình calling cho từng cái riêng nó sẽ khác với cái việc mình join call variant, có nghĩa là mình lấy ba cái ban này mình join call, nó sẽ cho mình kết quả chính xác hơn so với việc là mình lấy riêng từng cái ban mình call rồi mình overlap lại được không hả. Thật chất ra là đáng lẽ tôi phải nói trước, nhưng mà về mặt nguyên tắc á, về mặt cái sự hiểu của mình á, tới lúc đó là đúng rồi đó, nó không có sai gì hết hả. Đó làm giống như bắt làm là đúng rồi đó, có nghĩa là tìm cái nào mà không có xuất hiện của ba mẹ đúng không, dùng best tool để mình làm, cái đó là đúng, ý nghĩa là đúng, không có gì hết. Nhưng mà do cái calling này, cái tool calling từ lúc ban đầu á, nó sẽ cho kết quả khác khi mà mình làm cái
conlink từng cái bam file riêng lẻ hay là mình làm join con variant nó sẽ khác ha. Tại vì ở đây là mọi người cũng biết là nó bay gen statistics, có nghĩa là người ta sử dụng cái raw information, có nghĩa là khi mà mình không biết cái thông tin gì hết thì nó khác với cái việc là mình biết cái thông tin này nó nằm đang nằm ở đâu, cái không gian mẫu mình chỗ nào ha. Mai mốt nếu thực chất đã là mọi người tự xem lại học statistics rồi đúng không, đó học cấp 3 cũng học rồi, xong xuôi lên đại học cũng học rồi, thì chắc chắn là sẽ có mấy cái là chuyển không gian mẫu, condition probability đó ha, đó cái có điều kiện đó. Chẳng hạn như giờ tôi nói là chuyện rất là đơn giản, tôi hỏi là điểm trung bình môn toán của lớp là cái gì, đó là bao nhiêu chứ, thì điểm trung bình môn toán của lớp là 6,7 điểm đó. Vậy xong xuôi tôi mới nói là điểm trung bình môn toán của điểm trung bình môn toán của học sinh nữ của lớp là bao nhiêu. Học sinh nữ là cái điều kiện của mình đúng không, condition lên là cái giới tính là nữ đó, thì cái probability của nó, nói môn toán thì tôi không biết nhưng mà nói môn văn đi đó, condition lên là điểm trung bình môn văn của nữ trong cái lớp 4A là bao nhiêu đúng không, thì tôi đã condition lên là nữ thì chắc chắn là cái điểm trung bình của nó là 7.2 thí dụ vậy, còn của nam thì là của cả lớp á, thì là 6.7 đó, tại nữ thì học văn tốt hơn ai cũng biết chuyện đó rồi đúng không. Đó cái đó tôi hơi hơi generalize tí nhưng mà bình thường là vậy, có nghĩa là sao, có nghĩa là mình không nói gì hết, mình không biết gì hết, mình không có raw information đó. Còn đây mình nói là nữ, mình biết cái đó là nữ rồi thì chắc chắn là cái điểm môn văn nó sẽ tốt hơn là nam đó, bình thường nó như vậy ha. Hồi nãy tôi giải thích như vậy mà em quý nó cũng không hiểu, tôi không biết tại sao, không biết cách nào giải thích nữa ha. Đó nếu mà mình không biết gì hết thì khác, còn đây mình có, mình đã để ba cái sample vào rồi thì cái join con nó sẽ khác với single con ha. Rồi rồi ở đây tất tần tật mình làm gì đi nữa, rốt cuộc nó cũng ra cái PCF file được chưa ha. Rồi cái PCF file bữa trước của mình đã nằm ở đây nè, nằm ở khúc này nè đó, không có annotate gì hết, có nghĩa là mình biết được là cái snip đó nó có cái frequency của cái snip đó là bao nhiêu trong cái population, trong cái cohort của mình ha. Rồi nó là nó nằm ở vị trí nào đó, vậy thôi được không. Mình không biết cái thông tin gì thêm hết thì mình gọi cái VCF của mình nó khi mình call ra ở đây á là unannotated đúng không, unannotated VCF được không, cái chỗ này nè không annotated thì không biết cái gì hết, chỉ biết được chỗ đó xuất hiện snip đó, snip đó liên quan tới bệnh gì, snip đó có thật sự là một cái snip có cái vai trò quan trọng hay không, không biết gì hết, nằm trên gene hay là nằm ở trong cái vùng không có gene hay là gì, không biết gì hết được không ha. Rồi thì cái việc kế tiếp của cái bài nãy đây á là mình có, sau khi mình call cái VCF rồi đó thì mình annotate cái VCF đó ra được không ha. Tới đây là cái bước bữa nay, là cái bước cái chỗ này đó, thì khi mà bây giờ tôi lên NCBI tôi xem á đó, thì cái NCBI nó mới cho mình có cái database gọi là cái DB SNP đó, là cái short genetic variation, là nó là bao gồm với mình lại tôi nói là cái SNP với lại cái short indel đúng không. Đó thì ở đây nó cho mình cái distribution, cái phân bố của cái SNP, cái SNP nó chiếm 47.8 ha, million đó, 47.8 triệu đó, và có 88% là cái SNP, ngoài ra nó có indel 11% và những cái còn lại ha. Thì câu hỏi thường mà mình giải ra mình biết SNP rồi thì mình muốn biết là nó liên quan tới cái disease gene gì đúng không, là bác sĩ thì mình quan trọng cái chuyện đó, chứ còn mà có SNP mà nó liên quan tới màu tóc hay là liên quan tới màu da đúng không đó, hoặc là liên quan tới những cái gì mà giới tính hay là gì đó thì mình đâu có quan trọng mới làm gì đúng không. Đó mình muốn biết nó liên quan tới bệnh gì đúng không. Đó rồi rồi nó ảnh hưởng tới cái chức năng của cái gene nó như thế nào đúng không, cái SNP mà mình phát hiện ra nó là mới hay là cũ đúng không, là những cái mà trong cái database này nè, người ta làm mấy ngàn người rồi người ta mới thống kê vô trong cái database SNP này đúng không. Đó
Còn bây giờ mình nếu mà cái snip của mình nó tìm ra được, nó không có trong cái snip này, có không trong cái database này, thì cái đó là novelty, đúng không? Và cái snip mà mình tìm được á, nếu mà nó có trong database này rồi á, nó annotate một cái bệnh gì đó, thì mình muốn biết được nó là có high confidence hay không, đúng không? Chẳng hạn như ở đây, nếu mà ai làm ung thư vú hoặc là ung thư nói chung á, nếu mà ai mà bị đột biến ở hai cái gene là RAGCA1, RAGCA2 á, đó, thì cái khả năng mà bị ung thư di truyền á, từ ba mẹ rất là cao, đúng không? Đó, chẳng hạn như là vợ của Brad Pitt á, nổi tiếng Julia đó, đúng không? Biết là mình bị đột biến từ mẹ, hưởng cái inheritance RAGCA2 á, đột biến từ mẹ. Bởi vậy là khi mà chẩn đoán giải trình tự ra biết mình bị vậy, với lại người ta đã lập gia đình rồi, có con cái nhiều rồi, đúng không? Người ta cũng không cần phải có cái vú để làm gì, người ta đi cắt bỏ luôn. Đó. Tại vì cắt bỏ nó ra đi thì cái khả năng mà bị ung thư thì nó sẽ giảm rất là nhiều, đúng không? Đó. Thì cái đó là giúp cho người ta. Thì cái đó bởi vì là mình phải biết được là giải ra cái SNP thì mình muốn biết nó phải có chức năng gì, đúng không? Mà liên quan tới bệnh gì. Nếu mà mình ngăn chừa, tại cái việc mà chẩn đoán sớm mới làm gì để ngăn ngừa, đúng không? Mục tiêu cuối cùng cũng chỉ đang ngăn ngừa. Đó. Thì những cái thông tin này phía trước nó không có cho mình gì được hết. Chỉ có cái phần cuối cùng nè, nó mới cho mình rất là quan trọng ha. Thì đây cái thông tin của nó sẽ làm cho mình ngắn lại, đúng không? Tại vì trên mỗi một người trung bình á, cái file VCF khi mà giải whole genome sequencing ra thì có tới là 4 triệu SNP indel, tới 4 triệu trung bình đó gì đó. Bây giờ 4 triệu mà đưa cho bác sĩ thì ra một cái file bự in ra, đúng không? Giống như một cuốn sách gì đó. Bây giờ bác sĩ in ra cuốn sách để đưa cho bệnh nhân nè, đúng không? Đâu có được đó. Bởi vậy là mình phải tìm cách làm sao đó mà đưa những cái thông tin nào mà nó liên quan tới bệnh hay không bệnh, ví dụ vậy đó. Tại vì cái này á, là người ta không phải là một cái chẩn đoán mà liên quan tới một cái ung thư nào đặc biệt, người ta chỉ giải whole genome ra một đống gì đó, thì bây giờ làm sao để biết người ta có nguy cơ bị cái nào, đúng không? Đó, thì cái việc làm này nó rất quan trọng đối với lâm sàng, đúng không? Có ý nghĩa quan trọng đó. Chứ còn đưa mà whole genome sequencing 4 triệu thì để làm gì, đúng không? Đó. Rồi bây giờ là cái rõ ràng là cái phần mình missing đó là cái annotation, đúng không? Từ cái này đó mình sẽ bỏ vô, thí dụ như cái tool này là cái tool VC Anno này đó, là nó giúp cho mình có thể annotation được những cái thông tin mà mình cần đó. Thí dụ như bây giờ nếu mà tôi bỏ vô cái exact database hoặc là cái germ p database, đúng không? Hoặc là bất kỳ một cái annotation nào dưới dạng là VCF file, dưới dạng BEST file gì đó, thì nó sẽ gom cái file A của mình nè với lại những cái database của mình có để nó làm cái việc annotate. Ở đây nó annotate lên nè đó, nó sẽ ra cái exact mà cái AIF ngay chỗ cái đột biến này trong cái file của mình. Nó sẽ lấy cái exact là cái exome sequencing của mấy chục triệu cái người người ta làm exome sequencing rồi đó, thì nó so sánh coi cái thử coi coi là cái AIF này với lại cái AIF này của mình nè có khác biệt hay không, đúng không? Ở trong đây nó là 0.0012 nhưng mà ở trong đây của mình là 0.05, đúng không? Đó, thì cái allele frequency của mình nó rất khác với cái allele frequency ở trong cái population lớn như vậy, đúng không? Thì nó sẽ cho mình những thông tin để mình có thể so sánh được, được không? Đó, thì cái việc mà annotation này có rất nhiều tool. Thì đây một cái tool rất là cơ bản là cái VCF Anno này. Rồi, còn một lát thông nhỏ sẽ trình bày cho mọi người là cách sử dụng cái SNP Extract này. Thì trong đây là hồi nãy tôi bên giải thích là cái MMP này, Multiple Nucleotide Polymorphism ha. Ở chỗ này là NMP nè. Ở trong này là đơn, đúng không? Đơn nucleotide single hay còn này là multi SNP ha. Thì nó cũng ít lắm, nó không có nhiều, nó có 0.1% thôi. Rồi. Thì thông nhỏ sẽ cái SNP effect này nó cũng y hệt như là VCF Anno gì đó, nó không khác mấy ha. Nhưng mà cái database nó sử dụng khác thôi. Được không? Rồi. Giờ cái annotation của nó thì cũng có ký hiệu khác một tí. Đó. Rồi bây giờ thông nhỏ sẽ chạy và giải thích cho mọi người xem như thế nào ha. Thông nhỏ em chạy thử đi em.
Alo. Alo, tôi có nghe em, tôi có nghe em. Tôi chờ chuyến xong ở ở nhà tôi có mấy hàng Ấn Độ nữa, tại ngày mai là lễ á, tụi nó đang đặt ở bên ngoài, bởi vì đôi khi bị ồn, tôi tắt micro nha, sorry mọi người. Cái variant annotation mà cái phần em sẽ nói thì nó gồm có hai phần. Một phần là mình đi predict cái effect của cái variant, là sử dụng cái snip effect với lại cái snip sweep, thì nó cũng là một thôi. Nghĩa là nó hai cái function của một cái tool lớn. Với lại phần sau là em có là nói về cái signature profiling. Thì cái effect prediction này á, thì đơn giản á, là giống như mình có một cái snip rồi thì mình muốn biết là nó nằm ở đâu trên cái genome của mình, thì cái tool này nó sẽ đi tìm. Thì đây là đầy đủ nhất có thể những cái mà một cái tool annotation nó có thể trả ra. Thì cái hình này là em lấy xong ơi. Dạ. Em mở to cái giao diện màn hình lên á, em trình chiếu á. Dạ. Dạ, thì ở đây là những cái annotation mà đầy đủ nhất có thể. Dạ, thì đây là em lấy từ example một cái tool tên là Web. Thì hôm nay mình không có dùng cái tool đó tại vì cài với lại chạy nó cũng lâu và nó phức tạp lắm. Thành ra là mới mượn cái hình này để cho mọi người thấy được là mình có những cái annotation giống vậy. Thì tùy theo là cái snip mình nó nằm chỗ nào thì cái tool nó sẽ tính toán và nó trả ra cái chỗ đó với lại là cái impact của cái snip nó là như thế nào. Chẳng hạn như giờ nó nằm trong mép sông thì chắc chắn là cái tác động nó sẽ cao, còn nó nằm ở ngoài bên trong thì tác động nó sẽ hơi thấp hơn chút. Thì đây là mấy cái loại mà có thể annotation được với lại cái hệ quả của nó. Chẳng hạn như mọi người thấy đây là nếu mà nó nằm ở chỗ cái chân sweep, nó tác động cái chân sweep thì cái impact của nó rất là cao, 2. Rồi mình có trung bình, mình có thấp, hoặc là mình có modifier là ảnh hưởng nhẹ nhẹ thôi, không có gì mạnh hết. Thì khi mà sử dụng cái tool này nó sẽ làm cho mình được một số cái chuyện. Giống như là khi mình có cái reset file rồi, mình có variant rồi, thì bây giờ mình muốn biết coi là nó nằm đâu. Chẳng hạn nó nằm bên trong, nó nằm ở sông, nó nằm ở UTR, rồi cái hệ quả của nó là sao. Nó cái anh này blinding hoặc là nó tạo ra một cái dừng, cái stop của đông. Rồi nếu mà nó nằm trong ác sông thì nó thay đổi amino acid làm sao, vô nghĩa hay là làm sai nghĩa. Rồi cái impact của nó. Rồi cái snip effect này nó cho mình biết là cái gene nào đang bị đột biến, cũng như là mấy cái phần nếp ship thì mình bỏ cái database của Clinva vào thì mình sẽ biết coi là cái snip đó nó có ảnh hưởng như thế nào ở trong clinical. Dạ rồi. Thì cái đầu vào của cái file này nó sẽ làm cái VCF và một cái database mà building, tức là cái tool này nó viết sẵn rồi, mình tải về mình xài thôi. Với lại em phần thêm thì em có tải cái Clinva để em làm annotation sau. Thì cái output của nó thì mình sẽ có một cái HTML là có hình nè, có số mấy cái thống kê của nó trong cái file này luôn, mình không cần phải hình nhiều. Rồi một cái file VCF thì giống như hồi nãy mình thầy có nói là nó sẽ thêm mấy cái annotation phía sau chỗ cái snip, rồi summarize của cái gene. Thì ở trong cái sweep này thì em viết cũng chắc cũng dễ hiểu, cho nên mọi người có gì cứ chạy thử, tại vì cũng dễ lắm, có mấy dòng mà chứ không có gì nhiều quá đó. Nhưng mà ở đây nè, là ở đây cũng không cần cài, là tại vì nó sử dụng cái Java thì mình tải về là nó đã có cái Java này sẵn rồi, thì mình cứ set mode cho nó màu xanh lên rồi mình chạy thôi. Rồi đầu tiên là cái lệnh này là để mình coi là ở trong đây nó có những cái database nào. Thì nhiều lắm, cây rồi thực vật rồi kia, ruồi rồi này kia tùm lum chân. Thì ở đây mình web cái chữ GRCH này, tức là cái human của mình. Thì đây mình có là 37 với lại 38. Thì data mà ví dụ của em là 37, cho nên em sẽ tải cái
cái 37 mà mới nhất là 37.87. Dạ. Thì tải này là khoảng mười mấy phút đó, tùy theo cái internet của mình. Rồi chỗ này là bắt đầu mình đi làm annotation cho nó. Dạ. Mấy cái này là mấy cái nói chung là cơ bản nhất rồi, mọi người cứ chạy theo này là được đó. Dạ rồi. Thì khi mình chạy xong cái đó thì mình sẽ được một cái file HTML nó giống. Thì ở đây là một số cái hình ở trong cái file đó nè. Cái bảng đầu tiên là nó sẽ đếm cho mình coi là 22 ribosome thì cái phân bố của đột biến trên từng cái ribosome đó là bao nhiêu. Rồi nó phân loại theo cái loại đột biến, thì cái file này chỉ có snip thôi à. Yeah, không có indel, không có insert nhé. Rồi cái impact của nó, yeah, như nãy em có nói thì cao nè, thấp, rồi trung bình hoặc modify. Yeah. Thì mình thấy đây chủ yếu là modify thôi. Rồi theo cái functional, tức là nếu mà cái snip nó nằm trong bên trong nằm trong exon thì nó sẽ gây ra cái gì, giống như là nó làm, nó là đột biến vô nghĩa, đột biến làm sai sai nghĩa, hoặc là đột biến im làm sai lầm. Rồi cái genomic region, yeah, là nó nằm ở đâu, như 3 UTR, 5 UTR nè. Yeah. Rồi ở đây nó vẽ cho mình luôn một cái hình, thì cái hình này nó vẽ theo chiều 5 tới chiều 3, thành ra mọi người thấy là có hai cái đầu intergenic nè. Yeah. Nhưng mà cái hình ban đầu mình cũng thấy là nó chạy từ đầu 5 tới đầu 3, thì trước cái stream cái chỗ đầu 5 là upstream, sau là downstream. Yeah. Thì cái hình này nó cũng thể hiện vậy luôn. Yeah. Intergenic nè, rồi up nè, rồi 5 phẩy, rồi exon. Yeah. Rồi nó dài xuống. Dạ rồi. Rồi còn về phần test thì đây là cái file mà summarize cái gene mutation cho mình. Thì cái file này chỉ đơn thuần nó đếm thôi. Giống như ở đây có một cái gene, thì trong cái gene này bị đột biến bao nhiêu lần thì nó đếm ra. Dạ. Giống như đây có một cái đột biến là modifier nè, đếm 1. Rồi mấy cái khác nữa. Dạ. Thì bự của em không sâu hết. Đây nó có 18 cột. Thì nó, ví dụ trong cái gene mà AADAT này nè, nó có cái đột biến những loại nào thì nó sẽ ghi cái số ra cho mình. Giống như là 0, 1 này nè, thì có thể 2, 3, 4 gì đó là hết cái 18 cột này luôn. Yeah. Rồi còn một cái file BCF thì ở đây nó sẽ thêm cái hàng ANN là annotation đó. Thì giống như mọi người thấy đây là mình có cái vị trí chỗ này, rồi nó có một cái đột biến là downstream, rồi nó gây cái ảnh hưởng là modifier trên cái gene BRDF16 này. Rồi cũng cùng một cái vị trí này nhưng mà nó có thể annotation annotation ở ngay chỗ này nè, em nó bị chạy, tức là ở đây mọi người thấy là đây downstream của một cái gene, nhưng mà nó có thể là routine coding của một cái gene khác, như đây nè, routine coding chỗ này nè. Yeah. Rồi có thể intergenic. Yeah. Thì dạ, cái này nói chung là mình đọc để mình biết thêm thôi. Rồi, dạ. Phần tiếp đó là, em quay lại cái script này. Chỗ này. Thì khi mà mình annotation ở cái bước này xong rồi thì có cái file VCF hồi nãy á, thì mình mới tải cái database của Plinva về. Thì database em thấy cũng mới update gần đây, tháng 6 nè. Thì mình bỏ vô thêm là mình chạy cái nếp ship này nè. Thì nó sẽ, mình tưởng tượng như nó làm overlap vậy đó, để nó coi gọi là cái BCF hồi nãy của mình với lại cái database Plinva nó có overlap gì không. Có thì nó report ra cho mình. Yeah. Thì cuối cùng mình sẽ được cái file giống vậy. Thì Plinva, cái dữ liệu của Plinva nó sẽ được thể hiện một cái chữ CLD này nè. Thì trong đây nó có nhiều cái column, nhiều cái tên lắm. Chẳng hạn như đây mình có là Clinical Diagnostic là DN này. Thì ở đây mình thấy là cái SNP chỗ này nó liên quan tới bệnh thiếu máu, do là thiếu cái protein S. Yeah. Thì có người báo cáo lên trên Clinva vậy, thì nó sẽ có như vậy. Rồi cái review status
Thì ở đây á, cái review status này là single submitter, nó rất là, nó cũng không tốt lắm, nó chỉ có một sao thôi. Dạ, đây nè, nhiều nhất đó là sẽ là 4 sao. Dạ. Thì đã được review bởi mấy cái hội đồng mà chuyên gia thì là 4 sao là tốt nhất. Dạ. Đây hệt cái tên này nè mọi người. Chỗ này mình thấy là single submitter nè. Ở đây single submitter nè. Dạ. Rồi cái clinical significant thì ở đây mình có 5 loại. Thì ở đây nó cũng uncertain significant là nó, nói chung là người ta cũng không xác định được là nó mạnh hay yếu nữa. Thì cái cấp độ cao nhất là pathogenic này nè, là cao nhất. Dạ. Còn thấp nhất là cái benign. Dạ. Còn cái uncertain này là cũng chưa chắc, chưa biết gì hết. Rồi cái SNP thứ hai trong cái dữ liệu ví dụ của mình là có liên quan tới cái bệnh tumor, liên quan tới cái tumor, nhưng mà cũng là single submitter thôi, cho nên là cái dữ liệu cái chỗ này thì mình biết nó vậy thôi, chứ nó cũng không, cái độ chính xác nó cũng không có cao lắm. Dạ. Và cái ảnh hưởng của cái SNP này là nó cũng hơi hơi cao, nhưng mà tương đối là làm tính là cao hơn cái benign này xíu. Dạ. Dạ rồi, cái SNP effect xong rồi, mọi người có câu hỏi gì không? Dạ. Cái này hiện như mọi người cứ chạy thêm đi rồi có gì hỏi thêm cho nó dễ nha. Rồi, ở đây thì cho mọi người thấy là đó cái cách làm mình có file VCF file đúng không? Thì mình có database người ta làm sẵn hết cho mình chỉ chạy nó thôi. Chứ mình không có cần phải đi thu thập database gì hết. Ha? Đó. Thì cái này là một cái bước mà để mình đưa gần lại với lại cái lâm sàng để mình ứng dụng đúng không? Giữa cái việc nghiên cứu giải trình tự trong phòng thí nghiệm của mấy nhà sinh học đúng không? Với lại bác sĩ trực tiếp làm việc với lại bệnh nhân đúng không? Đó, cái này là cái mà đưa lại mình gần hơn ha. Đó, tôi cũng kể câu chuyện cho mọi người nghe là giống như năm 2016 đó, cuối năm 2016 thì ở Ga mình mở công ty gọi tên là Genome One, đó là chuyên về sequencing whole genome sequencing, human whole genome sequencing. Thì lúc đó là cỡ 1.800 đô cho một cái giải, một cái whole genome sequencing, 8 đô Úc đó nha, chứ không phải đô Mỹ. Thì cái việc đó nó không có mắc lắm đối với người Úc. Nhưng mà có một cái là giờ giải ra được thì ra 4 triệu hàng. Thì giống cuốn sách vậy thì ra làm gì? Đúng không? Đó. Thì đưa cho bác sĩ cũng đâu biết làm gì cho bệnh nhân đâu. Làm gì cho cái người mà đi, cái đó không biết là có bệnh hay không có bệnh. Đúng không? Có nghĩa là cái này cả cuộc đời luôn mà. Cái bộ gene của mình mã hóa, cái gene của mình cả, nó lập trình sẵn cả cuộc đời luôn đó. Mình không biết tới giai đoạn nào mình bị bệnh gì hết. Đó, thì làm sao mà mình giải thích được, đúng không? Ứng dụng được. Bởi vậy là cái việc mà đưa đến cái GP, GP nó không có làm được. Bởi công ty bị phá sản năm 2000, cuối năm 2018, đầu 2019 là bị phá sản, ha? 2 năm trời. Bỏ bao nhiêu tiền của vào. Đó. Mà người ta đã tính kỹ nhiều cái lắm rồi đó. Mai mốt có dịp tôi kể cho mọi người nghe là người ta đã làm rất kỹ, rất rất tốt trong mọi chuyện đó. Chỉ có cái cuối cùng là đưa tới thực tế thì nó xa vời quá ha? Đó. Nhưng bây giờ mọi người thấy không, là cái link va từ từ nó cũng roll lên rất là nhiều rồi, đúng không? Người ta cũng tìm cách là người ta làm mấy cái scraper Cas9 để người ta delete nó, để thử coi nó có cái đột biến đó, nó có phenotype hay không. Mà tôi nói mọi người nghe, có nhiều cái trên đời mình không tưởng tượng được. Thí dụ như mình có bệnh ung thư chứ con chuột nó đâu có đâu, đúng không? Đó. Thí dụ như giờ cái đột biến của bệnh Parkinson đó, mình biết cái đột biến đó là đột biến gì đó, ở đâu, ở trên người của mình, nhưng mà mình chuyển vào trong con chuột nó không có, nhưng mà chuyển vào trong con heo thì nó có phenotype. Ừ, lạ lùng vậy đó. Bởi vậy là có một số người có đột biến đó nhưng mà người ta không có biểu hiện bệnh, mà giờ đưa cho GP, cái GP nói là mày sẽ bị ung thư đó, người ta đi cắt cái vú của người ta thì chắc chết à, đúng không? Tại vì nó không chắc, nó không biết được đó. Mình đâu có dám khẳng định 100% đâu. Đó. Tại vì sao? Tại vì có một số người, tại vì người ta làm cả trên cái chị em sinh đôi luôn ở Úc này nè. Thì thấy được là hai chị em sinh đôi, cả hai đều có đột biến đó, nhưng mà chỉ có một người bị ung thư vú còn người kia không có.
nó lên đài, nó nói luôn mà, chứ đâu phải như là chỉ trên bài báo khoa học đâu, đâu phải những người academic mình mới biết đâu, lên đài luôn, người dân thường cũng biết luôn đó. Có đột biến đó nhưng mà một người chị bị ung thư còn người em không bị đó, mà trong khi đó người em hút thuốc, người chị không hút thuốc nha đó. Vậy thì sao giờ? Không lẽ giờ nó giả dối? Không phải, tại vì nó có một cái yếu tố khác, yếu tố môi trường nữa, không biết, mình không biết được đúng không đó. Bởi vậy là mình phải, nó phải cần phải nhiều thông tin hơn. Cái thời điểm này mình cũng chưa có ứng dụng được cái genome của mình một cách triệt để đúng không đó. Rồi thì ngoài cái annotation này ra, để tôi nói tiếp cái phần này đi ha, thông nhỏ ha, rồi em lại nói cái phần đó em. Dạ. Rồi. Rồi. Thì nãy thông nhỏ nói tới mấy cái SNP rồi ha. Nó cái nip effect rồi. Thì ngoài ra còn có một cái tool khác nữa là cái tool ANOVA này. Cái tool này Phụng có làm rồi nè ha. Nếu mà mốt mọi người có muốn biết thêm thì cái tool này hỏi Phụng giúp đỡ giùm ha. Thì cũng y hệt giống như là của mình vậy đó, sau khi có VCF xong đúng không, mình bỏ vào cái ANOVA này đó, nó sẽ tìm cho mình coi là cái variant, cái clinical prevalence là ở chỗ nào đúng không, liên quan tới những cái gì trong lâm sàng là gì đúng không, rồi ra cái clinical report đó, rồi nó đưa cho bác sĩ đúng không đó, để đọc cái này. Thì quả thật là tôi không biết ở Việt Nam như thế nào, chưa, bên đây thì có một cái người không phải là bác sĩ mà người ta đọc đó, là mấy cái người genetic ha. Còn Việt Nam mình thì không có chịu cho, chỉ có bác sĩ thì mới được đọc cái này thôi, chứ còn mà không phải bác sĩ thì không được phép. Nhưng mà có một cái bác sĩ đâu có training cái này đâu, đúng không? Kêu bác sĩ đọc cũng làm sao đọc được. Ở bên đây á, có Genesis á, đó, cái người học về genetic á, người ta sẽ đọc cái kết quả này ha. Còn Việt Nam mình đang tranh cãi là chỉ có bác sĩ thì mới được đọc thôi. Đó, còn bên đây thì có một cái người, người ta học 4 năm chuyên về đọc mấy kết quả này ha. Đó. Rồi. Thì cái database này cũng y hệt giống như là cái Snip Effect đúng không? Cũng dựa trên mấy cái reference public resource ha. Thì nó có DBSNP, rồi SHIP, rồi EXACT đúng không? Polyphenotype đó. Rồi xong xuôi rồi nó cũng có file VCF và bỏ vào đó để chạy. Thì đôi khi á, nếu mà mình sử dụng cái database nó có sẵn á, mình download về thì nó nhẹ nhàng hơn ha. Còn nếu mà mình muốn customize cho cái database của mình đó, đó thì mình phải làm cái công việc hơn một tí xíu nữa, advance hơn một tí xíu để mình bỏ nó vào. Thì mọi cái người ta đã làm sẵn hết trơn rồi, đúng không? Chỉ còn cái mình customize cho mình đó, đó thì mình phải lựa thêm những cái database nào mình muốn, mình chuẩn bị cái format file cho nó giống như cái mà người ta cần thì mình cũng làm được. Ha. Cái này thì tương đối nổi tiếng hơn nhưng mà nó chạy rất là lâu. Nếu mà mình có những cái database bự á, à, nó chạy rất là lâu. Giống như Phụng kỳ trước nói là chạy nửa ngày, cũng vậy đó. Và nó đòi hỏi cái memory cũng nhiều nữa ha. Rồi. Rồi, giờ em tới em nói tiếp đi em. Thăm nhỏ. Em nói tiếp cái phần signature đi. Dạ. Dạ, thì một cái tool thứ hai để mình phân tích cái VCF file là signature, cái SIG profiler, thì cái này là của Cosmic Database. Thì ở đây người ta có cái câu cũng khá dễ hiểu để nói cái signature là gì. Thì ở đây là mình có rất là nhiều cái rosette mà có thể gây đột biến cho mình, thì nhiều cái rosette đó gom lại thành một cái tổng thể lớn thì nó gọi là signature. Và chẳng hạn như đây người ta có để một cái ví dụ là signature số 3, mọi người thấy nó có mấy cái kiểu giống vậy nè, như C thành A là rất cao, rồi T thành G nó rất là thấp. Và thì người ta quan sát, người ta thấy cái kiểu đột biến này nè thường xuất hiện ở
breast cancer, ovarian cancer và pancreatic cancer. Yeah. Hoặc là cái signature số 4 thì mọi người thấy tự nhiên cái chỗ mà CNM rất là nhiều, còn lại nó rất là thấp. Thì nó lại liên quan tới mấy cái bệnh ung thư khác, ung thư chỗ cái cổ, rồi gan, rồi phổi. Yeah. Thì mục đích là khi mình có VCF, mà đặc biệt là khi mà mình làm cohort rất là nhiều mẫu, thì mình muốn đi tìm cái signature của nó. Nói chung là giống giống vậy nè. Thì ở đây cái ví dụ là mình có cái cohort của 21 cái sample mà bị đột biến ở RACA. Thì bây giờ mục đích của mình là cái tool này nó sẽ trả lời cho mình được ba cái câu chỗ này. Đầu tiên là cái signature của mỗi cái sample mình xài của từng cái sample, tức là mình sẽ có 21 cái signature, rồi signature chung cho cả cái cohort này. Yeah. Và cái thứ ba là mình check lại, sử dụng cái Cosmic để mình coi coi là cái signature mà mình thấy ở trong cái cohort mà red cancer này á, nó có thật sự là nó nằm cái red không hay là nó bị nhảy sang cái khác rồi. Yeah. Chẳng hạn như mình phân tích đã đời, mình thấy nó ra số 4 mà nó nằm ngay cổ, ngay gan, nó không có liên quan gì tới cái red cancer hết, thì có thể là mình có vấn đề. Yeah. Không phải mình có vấn đề mà cái data của mình giải có vấn đề nha, mình không có vấn đề đâu. Thì cái tool này thì thật ra cũng dễ, nhưng mà có cái là nó sử dụng cái Python á, thành ra em nói qua chút xíu cho mọi người dễ làm. Thì để cài một cái module của Python á, thì mình sẽ sử dụng là cái lệnh pip. Thì ở đây người ta đòi mình xài Python 3, cho nên mình phải xài là pip 3. Và cái function để cài là install. Tiếp theo là cái module. Thì cái module của mình tên ở đây là Sig Profiler Matrix Generator. Thì một hồi mình sẽ có thêm một cái module khác tên là Extractor. Thì nếu mà để default thì nó sẽ cài lên trên cái máy của mình ở cái chỗ mà thường nó sẽ nằm ngay home. Thì nếu mà mình không muốn vậy thì mình có thể thêm cái trừ trừ prefix để mình để cái đường dẫn cái chỗ mình muốn cài vô. Thì trong lúc cài thì thật ra nó sẽ cài những cái dependency của nó. Còn nếu mà mọi người có bị thiếu, giống như em ở đây mình thiếu cái chỗ matplotlib mà nó đòi cái version cao hơn, thì mình cứ chạy y hệt như vậy. Rồi nếu mà muốn update thì cái chữ upgrade vô, còn ông thì bỏ chữ upgrade đi rồi cài cái module mình bị thiếu chỗ đó. Thì đầu tiên nhất là mình mở cái Python này lên, rồi mình load, mình import cái module đó. Giống như cái bước mình library cái chấm L vậy đó. Cái import này nó tương tự vậy. Rồi đầu tiên là mình sẽ đi cài cái database của nó. Là ở đây của mình cũng dùng là cái G19. Mình cài nó. Thì cái này em thấy nó chạy đâu khoảng người ta nói là 40 phút nhưng mà em thấy cũng không tới 2-3 phút. Rồi cài cái này xong rồi á, thì mình sẽ import một cái khác vô để mình tạo ra cái matrix. Là chỗ này nè. Thì nếu mà nhìn chung thì nó cũng giống như cái function R. Thì ở đây đầu tiên là mình để cái tên project, mình muốn để gì cũng được, nói chung là nó là một cái tên thôi. Rồi cái reference channel mà mình sử dụng. Và cái đường dẫn tới cái chỗ mà mình để VCF á. Là chỗ này nè, khi mà mình liếc, mình LF cái chỗ này thì nó sẽ ra VCF, mình để cái đường dẫn nó vô chỗ này. Plot bằng siêu là để mình vẽ hình. Thì sau cái bước này á, thì mình sẽ có những cái hình như vậy. Tổng cộng là 21 hình tương ứng với lại 21 cái sample. Nên đây là sample 1A nè, rồi 4A. Mình sẽ thấy là có cái substitution của từng cái sample nó như thế nào. Như C thành A ở đây là khoảng 300 mấy, ở đây nó gần tới 1000, nó khác nhau. Giống như cái câu nãy mình nói thì mỗi người nó sẽ tạo ra cái signature khác nhau vậy. Rồi cái cũng là một trong những cái output của nó là nó sẽ phân tích theo cái transcript. Thì đây mình có hai sợi DNA, thì một sợi có thể một sợi dài, một sợi kia không dài, không không có protein.
thì đây nó cũng thống kê cho mình luôn. Dạ, màu xanh màu đỏ nè. Thì ở đây nó có mấy cái cột giống vậy nè mọi người, thì tổng cộng là nó có 96 cột tương đương với lại 96 cái tổ hợp. Thì ở đây là ba hình, ba sample, thì mình cũng sẽ có 21 cái sample giống vậy, 21 cái hình giống vậy. Dạ rồi, còn ở này là cái signature chung. Hồi nãy cái hình ở đây là cái hình về chân suýt, còn cái hình này là cái hình chung. Dạ. Thì dạ, cái hình này là hình signature nè. Dạ, thì mỗi mẫu thì mọi người thấy là nó cũng có mỗi cái kiểu khác nhau. Dạ. Thì giống như cái câu này nè. Dạ rồi. Còn tới cái phần thứ hai là attractor, tức là mình sẽ làm một cái signature cho cả nguyên cái cohort luôn. Dạ rồi. Thì đây mình cũng cài ha. Mình cài một cái module khác. Rồi mình import cái module đó vô. Dạ. Thì ở đây thì đầu tiên là mình sẽ ghi VCF, tại vì cái data đầu vào của mình là VCF. Thì người ta có cung cấp một cái option khác là matrix, thì mình phải chuyển hết cái mớ VCF mình có hồi nãy thành một cái matrix mình đưa vô. Rồi cái vì sau này là cái folder mà nó sẽ tạo ra để chứa kết quả. Yeah. Còn này là cái chỗ mà mình để VCF giống như này. Rồi reference genome. Yeah. Rồi ở đây là bắt đầu là mấy cái parameter của nó nè. Thì ở đây á, em xét là cái signature ít nhất là 1 và nhiều nhất là 10. Tức là cái nguyên một cái mớ này nè, nó sẽ chia nhỏ ra, chia nhỏ ít nhất là 1 và nhiều nhất là 10. Yeah. Và cái chỗ này tức là nó sẽ lặp lại cái phép tính của nó 100 lần để nó optimize coi là cái nào là cái tốt nhất. Yeah. Như mọi người thấy cái hình này nè, khi mà mình chạy hết luôn, mình chạy từ 1 tới 10 và mỗi một cái lần này nè, nó sẽ replicate là 100 lần để nó tính cái stability, rồi nó tính cái cosine distance này. Thì sau khi mình tính toán kỹ rồi thì nó sẽ thấy là cái chỗ mà signature 4, tức là mình chia cái tổng signature của nguyên cohort thành 4 phần là cái tốt nhất. Thì nó sẽ chọn cái 4 này cho mình nè. Đây, chỗ này là 4. Thì nếu mà em xét ít cái parameter này thì chắc khoảng là 5-6 tiếng thì mới xong đó. Thì mọi người có thể là giảm cái replication này xuống thì nó sẽ chạy tốn ít thời gian hơn, nhưng mà có thể cái kết quả nó sẽ không ra 4 mà nó ra 3, ra 2 gì đó thì em chưa thử. Yeah. Nhưng mà nếu mình giảm này chắc chắn kết quả nó sẽ thay đổi. Yeah. Yeah, rồi. Thì đây là 4 cái signature mà nó chia nhỏ ra. Yeah. Tức là tổng cái cohort thì nôm na là nó sẽ có SPS 96 tương đương 96 cột. Nhưng mà 96 đó nó chia ra 4 phần là A, B, C, D. Đây mình thấy cái phần trăm của nó nè. 46, 27, 13 và 12. Tức là cái A nó chiếm 46% cho tổng cái cohort đó. Rồi B là nhiêu phần trăm đó. Dạ. Thì từ cái sức chờ bự này nè, thì mình cũng không biết nó thuộc cái nhóm nào ở trong cái data cosmic. Cho nên là cái tool này nó sẽ đi cầm hô nhỏ ra. Dạ. Thì ở đây là em sẽ lấy ví dụ cho mọi người là cái A với là cái B là hai cái xuất hiện nhiều nhất. Yeah. Thì nó sẽ decompose cái A ra thành 4 cái signature nhỏ là 1, là 13 nè, 2, 5, 1. Và cái B là 3, 13, 5, 1. Thì nó cũng có phần trăm cho từng cái signature nhỏ này. Thì tùy theo mình lựa chọn thôi. Yeah. Thì để biết cái signature mấy cái này nè, nó liên quan tới cái nhóm nào, nhóm ung thư nào thì mình lên cái data của Cosmic. Thì ở đây là mình làm cái single base substitution, cho nên mình nhấn như đây. Rồi hồi nãy mọi người thấy là mình có cái số 3, mình nhấn cái số 3 để mình coi nè. Cái số 3 là cái này của mình, thì cái số 3 của mình nó sẽ tương tự giống như này. Chỗ này nè, nó đều hết, thì cái PCNG nó sẽ thấp. Yeah. Đây cũng vậy nè, tất cả mấy này nó đều, còn PCNG này thấp. Yeah. Rồi
cái như là cái nguyên nhân để tạo cái signature này. Thì có cái ở đây nè, ở đây là cái mình có thể check lại. Thì cái data, cái cohort của mình là red cancer. Mọi người có thể thấy đây cái distribution của cái red cancer rất là cao. 357 trên 915. Nó cao hơn so với mấy đứa kia. Thì confirm lại là cái dữ liệu mình cũng khá ok. Thì đây em show hai hình SBS 13 cho cái A và SBS 3 cho cái B. Thì cả hai cái đều show cho mình thấy là cái breast cancer, cái tỷ lệ nó cũng cao. Thì ở trong cái SIG Profiler này nó cho mình tới 4 cái software là Matrix Generator là nãy mình làm rồi nè, để mình có từng cái hình, từng cái file cho những cái sample. Rồi Chatter là mình cũng làm rồi để mình có mấy hình hồi nãy. Rồi đây nó có Stimulator là để mình simulate ra một cái dữ liệu giả lập, nói chung để mình làm cái chuyện gì đó. Rồi vẽ hình nữa. Thì thật ra hai cái software đầu tiên nó đã integrate cái vẽ hình rồi, là cũng nếu mà mình có nhu cầu vẽ riêng thì mình xài. Một cái thứ hai là cái SIG Profiler này nó tạo ra rất nhiều output, nên có nhiều mọi người coi thêm, rồi chắc bữa sau mình trao đổi thêm thì em nói cũng sao không kịp nhờ. Thì nó có là Single Base Substitution là nãy mình nói rồi nè, Double Base Substitution là nó sẽ nó sửa một lần hai nu cái bên luôn. Rồi nó có Indel là ID nè. Này là hai cái full manual của nó, như mọi người đọc thêm. Rồi cái trang hồi nãy mà em search mấy cái signature là nó nằm ở chỗ Cosmic này. Thì em nghĩ cái này chắc mọi người phải chạy thử rồi mới có câu hỏi được, chứ giờ chắc chưa có liền đâu. Alo, dạ rồi, em xong rồi thầy ơi. Rồi, có ai hỏi gì không mọi người? Rồi, không có ai hỏi gì hết thì không biết được là có bạn nào đăng ký cái bài mà ở trên cái whole genome của Red Cancer á. Bạn nào đăng ký cái bài đó vậy? Cái trial family đó kỳ trước đưa đó mọi người. Trời, hỏi không ai nói gì vậy trời. Chị Hạnh còn giữ là em ạ. Rồi, trong cái bài của em á, sẽ có cái phần signature này với em, được không? Không biết em có coi chưa, bởi vậy là tôi không biết. Nhưng mà tại vì á, đọc cái bài thì sẽ có những cái hình, đúng không? Đó, những cái mà người ta thường làm nhất thì tụi tôi sẽ nói những cái thường làm nhất. Đó. Tụi tôi nói xong rồi thì làm ơn về xem lại để hỏi ha. Chứ không phải tới cái buổi mà bắt đầu làm rồi đó, bắt đầu người ta kêu show kết quả rồi mới hỏi thì đâu có kịp, đúng không? Đó, mình làm từ 9 giờ mà bây giờ 2 tiếng đồng hồ luôn á. Đó, bởi vậy là làm ơn làm phước. Tụi tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ, đúng không? Đó, không phải tôi tự nhiên tôi kêu đọc mà tôi không dạy gì hết, đúng không? Đó, mình sẽ gặp những cái đó và tụi tôi đã chuẩn bị trang bị hết để mình đọc, để mình hiểu được ha. Đó, ví dụ mốt người ta nói tới là mutation signature thì mình cũng hiểu nó là gì, làm sao có được, đúng không? Đó, rồi mấy cái database nãy giờ tụi tôi cũng nói, đúng không? Lingva là gì, đúng không? Đó, thì Lingva nó cho mình thông tin gì đó quan trọng đó, nãy giờ là thông nhỏ nói, đúng không? Ví dụ ANOVA người ta nhắc tới mình cũng biết nó là gì, nó không phải là một cái t-test của cái ANOVA table đâu ha. Đó, không phải, cái ANOVA này là một cái database để annotate những cái SNP, đúng không? Đó, ít nhất là mình có khái niệm vậy. Khi người ta nói tới, mình không biết người ta làm sao trân trọng hết, nhưng mà ít nhất mình cũng hiểu được là người ta đang muốn làm cái gì, đúng không? Rồi, tôi nói tiếp nha mọi người.
xem màn hình rồi mọi người thấy màn hình chưa mà? Dạ thấy rồi. Rồi, tôi nói xong ANOVA rồi, rồi xong xuôi cái signature thông nhỏ giúp tôi nói rồi, cảm ơn thông nhỏ. Rồi xong bây giờ thì bây giờ mình mới tiếp tục. Thì ở trong cái snip của mình á, cái shop indel hoặc là một cái fusion đúng không? Thì trước mình học gene fusion này đúng không? Cái đột biến hoặc là translocation đó. Nó có thể nằm ở hai nhiễm sắc thể khác nhau nhưng mà nó cắt và nó dính qua lại đúng không? Cái Philadelphia chromosome mình kia mình cũng học rồi. Bây giờ tôi nhắc sơ lại một tí xíu giống như là cái đột biến của mình đó, nếu mà mình xuất hiện ở trong cái coding region, có nghĩa nằm trong exon nè, exon nè, exon nè, đó. Thì cái tại sao cái đột biến đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái ung thư đúng không? Còn có khi cái đột biến nó không nằm ở trong những cái coding region mà nó nằm ở trong cái non-coding region như là intron. Intron như vậy. Hoặc là nó nằm ở trong cái enhancer. Đúng không? Ở đây tôi sợ mọi người không biết enhancer là gì bởi tôi cũng cố tìm cái hình. Cố tìm cái hình. Mọi người còn thấy màn hình tôi không? Alo. Rồi. Thì đây là, thí dụ như bộ gene của mình là nó vậy đúng không? Đó. Thì những cái vùng màu xanh xanh này nè, cái hộp màu xanh xanh nhỏ này, chữ nhật màu xanh xanh nhỏ này nè. Đó, nó là cái gene, đó, và cái màu cam là promoter, đó. Và cái enhancer là cái vùng nằm xa, đúng không? Nó không có coding cái gene gì hết. Nó không có tạo ra cái sản phẩm mRNA gì hết, nó không tạo ra sản phẩm protein gì hết. Đó. Thì khi mà mình, quá trình phiên mã mình xảy ra thì mình sẽ tạo ra những cái exon, đó. Rồi cái exon này được cắt ra, người ta gọi là splicing. Đúng không? Tôi giờ tôi quay về cái hồi cấp 3 mình học đúng không? Central dogma. Đó. Rồi lysing rồi nó ghép lại nhau đúng không? Tạo thành một cái mRNA trưởng thành. Đó. Rồi nó được dịch mã thành protein. Thì nếu mà những cái đột biến mà nó xảy ra trên cái vùng exon này á. Đó. Thì một lát mình sẽ hiểu được là đột biến nó như thế nào. Đúng không? Đó. Còn bây giờ nếu mà cái đột biến nó xảy ra trong enhancer thì như thế nào? Giờ có annotation nó là enhancer thì mình cũng đâu có biết được gì đâu. Đúng không? Làm sao giải thích được chức năng cho nó, cho bệnh nhân biết. Tôi thí dụ. Ví dụ như cái bệnh Alzheimer ở đây. Đó. Thì mọi người thấy là cái distribution của cái đột biến nó như thế nào. Đúng không? Trong cái vùng mà intron á, nó chiếm 52%. Đó. Trong cái vùng mà intergenic á, intergenic là những cái vùng mà giữa hai cái gene á, thí dụ đây là có một cái gene đúng không? Ở đây có một cái gene thì intergenic nó nằm đây, nằm đây, nằm ở đây, nằm cái vùng mà giữa hai cái gene á, mà nó không có gene gì hết thì gọi là intergenic. Còn cái vùng intron này là biết rồi ha. Đó. Rồi. Thì cái bệnh Alzheimer mọi người thấy không, là cái SNP của nó những cái SNP của nó mà significant á, đó, thì nó distribution vậy nè. Đó. Rồi mọi người thấy là nếu mà nằm ở trong enhancer đó thì hầu như là 30% nằm ở trong cái vùng non-coding á, thì nó nằm ở trong cái vùng enhancer, là cái vùng mà điều hòa chức năng biểu hiện gene. Đó, vùng enhancer màu đỏ đậm bordeaux này. Đó. Thì đây là trong một cái bệnh Alzheimer, và tình hình chung đối với những bệnh ung thư thì cũng tương tự giống như vậy. Đó, là những cái đột biến này nằm ở trong cái vùng enhancer, mà cái vùng enhancer không phải là cái vùng có gene. Đó. Đó. Rồi, thí dụ như mọi người cũng biết là cái BRCA1 này là nổi tiếng đúng không? Là liên quan tới những cái bệnh ung thư. Đó. Thì rất là rõ ràng, khi mà nó đột biến ngay nằm trong cái vùng exon của cái BRCA1 này thì nó làm sao? Thì nó làm thay đổi chức năng của cái BRCA1 này. Đó, nó không có hiệu quả trong cái việc là DNA repair được. Bởi vì cái DNA của mình á, nó càng bị, tại vì nó không có sửa sai được đúng không? Thì nó càng sai, mà nó càng sai thì nó tạo ra những cái protein càng sai. Đúng không? Thì cái quá trình đó nó cứ tiếp tục diễn ra bởi vì gây ra ung thư. Đó. Được không? Đó, thì cái này là cái mà rất là dễ thấy được. Nếu mà nó nằm ở trong đột biến, nó nằm trong cái vùng mã hóa cho cái gene. Thí dụ cái gene này là gene BRCA1. Đó. Ở đây là cả một cái pathway mà nếu mà nó có germline mutation hay là nó có cái secondary BRCA1 allele đó, thì mọi người thấy được là
nguyên cái quá trình này nó liên quan tới chức năng của chính cái protein đó là chủ yếu, khi mà nó bị đột biến xảy ra trong cái coding region à, đó. Thì cái này dễ hiểu rồi. Còn có một cái loại đột biến nó cũng xảy ra trong cái vùng mã hóa gene đó. Thì ví dụ như đây là cái gene DNMT3A hoặc là 3B đó, là nó mã hóa cho cái gene mà nó tạo ra cái DNA methylation, đúng không? Đó, mã hóa cho cái protein, mà cái protein đó là cái enzyme để tạo ra cái DNA methylation đó. Thì mọi người cũng thấy được là ở đây trong cái một cái protein đó thì nó có nhiều cái domain, nó có chức năng khác nhau đó. Cái domain này, cái domain mà BWWB này, nó là cái domain bám vào trong DNA đó, nó binding vào trong nó binding vào trong cái protein khác đó. Thì khi mà nó đột biến thì nó không ảnh hưởng đến cái chức năng enzyme xúc tác cho phản ứng hóa học đó, mà nó ảnh hưởng đến cái việc nó bám vô một cái protein khác đó, thì nó lại có chức năng khác nữa. Thì ví dụ ở đây là tôi coi thử tôi lên cái TCGA database để tôi coi thử coi là cái DMTA đột biến như nè, thì nó sẽ làm bị đột biến chỗ nào. Thì mọi người thấy nó đột biến đây nè, mà đột biến chỗ này đâu phải là cái DNA methylase đâu, đâu phải chức năng của nó đâu. Đột biến chỗ này nhiều nhất nè, ở trong cái bệnh AML đó, bệnh ung thư máu đó, đột biến chỗ này là nhiều nhất nè, cao nhất nè, đúng không? Đó, cái điểm này đột biến cao nhất, nhưng mà nó không hề đột biến vô trong cái triad để nó thực hiện cái phản ứng enzyme, nó gắn cái nhóm metin đi, không phải. Ở đây nó có, nhưng mà nó không phải là mạnh nhất. Ở đây đột biến đây là nhiều nhất nè. Đó. Còn cái đột biến chỗ này cũng có, nhưng mà cũng không phải nhiều nhất nữa. Là cái khả năng bám vào trong một cái protein khác, binding vào trong cái protein khác. Tại vì biết sao? Tại vì cái DMT này nó không có nhận biết được trực tiếp cái protein ở cái DNA để mà nó tới binding. Nó cần một cái đồng đội, một cái tour guide dẫn nó đến cái chỗ nào đó. Thì cái đồng đội đó nó nhận biết nhờ cái này. Đó, mà đột biến chỗ này thì nó ảnh hưởng tới khả năng binding nó. Nó sẽ làm cái DNA methylation khác đi. Được không mọi người? Thì đây là một cái ví dụ. Thí dụ như cái bệnh, cái bệnh syndrome gì này tôi không biết là bệnh nào, hoặc là cái bệnh BCC này, cái MD với BBC này, hai cái bệnh này tôi không biết là bệnh gì. Nhưng mà người ta biết được là nó đột biến ngay cái chỗ mà BWWB này, là cái chỗ mà nó bám vô một cái protein khác, bám vô cái tour guide đó, để tour guide dẫn nó đến cái chỗ DNA để làm đột biến đó. À, thì hai cái bệnh này là nó có đột biến chỗ này. Thì mà cái đứa mà dẫn nó tới chính là H3K36Me3 nè. Đó. Khi mà H3K36Me3 nó tới đây, nó metin hóa thì nó dẫn tới cái thằng DMT3A nè. Đó, nó dẫn thằng này tới, nó làm metin hóa chỗ này luôn. Nó metin hóa cái histone tail bởi cái đứa H3K36Me2 này. Rồi cái H3K36Me2 này nó mang cái DNA tới metin hóa cái DNA ngay chỗ này. Được không? Là hai cái đứa DNA nó không tự biết tới đâu, mà nó nhờ cái đứa này nè dẫn tới. Đó. Nhưng mà khổ nổi là khi mà đột biến ngay cái chỗ đó đó, thì người ta làm cái simulation, người ta làm docking đó, thì người ta thấy được là cái H3K36Me3 đó nó không có binding vô được cái chỗ mà BWWB đó, nó không có binding vô được. Bởi vậy là cái triad chỗ này nó bị lỏng lẻo, bởi nó không có mang cái DMT3A tới để nó làm methylation được. Đó, mọi người thấy không? Cái này là cái quá trình gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Mặc dù nó cũng là đột biến ở trong cái coding region, nhưng mà nó không làm mất chức năng của cái protein đó, mà nó làm đi mất khả năng bám dính, mất khả năng di động hay là gì đó. Đúng không? Mọi người thấy cái scenario nó khác không? Đó, bởi vậy là mình giải thích với bệnh nhân sao? Đúng không? Mình phải hiểu cái cơ chế nó mình mới giải thích với người ta được. Chứ đâu phải là có đột biến là làm mất chức năng, làm mất cái khả năng xúc tác, phản ứng hay là gì đâu. Đúng không? Rồi. Rồi ngoài ra, khi mà không có cho non-coding genome thì nó còn có thể nằm ở trên cái microRNA. Đúng không? Hoặc là ở cái long non-coding RNA nữa. Thì đây người ta cũng làm thống kê lại, người ta cũng thấy được là nó distribution. Thí dụ như đây á, non-coding RNA là 20.000, đúng không? 20.000 cái đột biến ở trên những cái gene đó. Thì ngoài ra những cái non-coding nó cũng chiếm hơn phân nửa đó. Rất là nhiều chứ không phải là ít. Những cái microRNA này nó có những cái chức năng rất là đặc biệt à, nó dùng để ức chế, khắc chế những cái mRNA nữa,
Đó, nó tạo ra những cái anti-sen, ví dụ như vậy. Đó. Rồi, ở đây tôi ví dụ như một cái SNP ở trong cái non-coding RNA và một cái bệnh thần kinh đó. Tôi không biết dịch cho tiếng Việt là gì. Khi người ta làm chi quá thì người ta thấy là nó nằm ở trong cái non-coding RNA. Chủ yếu là nằm ở trong enhancer, cái open chromatin. Người ta sử dụng cái ataxic để người ta thấy được là cái SNP đó, đó nó nằm ở chỗ mà có cái ataxic profile. Thì đây nhiều lắm chứ không phải một cái đâu mọi người ha. Nó nằm ở cái mRNA, cái mi-137 này. Thì cái non-coding này tới 3.000 mấy lần mà. Rất là nhiều chứ không phải ít đâu ha. Rồi nó cũng xảy ra trong cái vùng promoter. Promoter nó đâu có dịch, đâu có phiên mã thành mRNA đâu. Cái promoter nó cũng là cái vùng là non-coding đó mọi người ha. Thì nó hijack. Ở đây nó lại theo một cái nghĩa khác. Nó hijack cái promoter đó bằng cách là fusion hoặc duplication. Đó. Thí dụ trong đây mọi người thấy là bình thường cái gene A này nè, nó mã hóa rất là nhiều, nó tạo ra rất nhiều mRNA, nó tạo ra rất nhiều protein. Trong khi cái gene B này ở vùng xa lơi xa lắc nào đó, không có nằm gần cái gene A ha. Đó. Thì nó tạo ra rất ít hoặc là hầu như không có luôn. Đó. Nhưng mà khi mà nó xảy ra cái fusion, fusion là gì? Tự nhiên đây đứt gãy nguyên cái đống này nè, đứt gãy nó đem tới đây để, rồi còn cái đống này đứt gãy đem ra ngoài để đó, không biết để đi đâu, nó trao đổi đoạn sao đó, nó tạo thành cái fusion như vậy đó. Thì ở đây là cái sản phẩm nó tạo ra nè, mọi người thấy không, có một đống cái màu cam ở đây gắn vào một đống cái màu xanh ở đây đó. Thì cái quá trình này fusion xảy ra thì do cái promoter này trong cái bản thân của cái cell này nó có hoạt tính rất là mạnh, đúng không? Nó thúc đẩy cái quá trình phiên mã xảy ra. Đó, thì bây giờ nó sẽ tạo ra được rất là nhiều cái protein, cái mRNA của cái màu cam của cái gene B này. Mọi người thấy không? Thấy cái sự fusion xảy ra giống vậy không? Đó. Hoặc là cái quá trình mà duplication. Cửa trước mình cũng học rồi đúng không? Nó trao đổi đoạn cái duplication lên thì nó cũng tạo ra được là một phần phía trước màu xanh của gene A, một phần phía sau đó của gene B. Thì cái duplication nó sẽ tạo ra rất là nhiều của protein mRNA của cái gene B này ha. Thì người ta thống kê được ở một số cái có rất nhiều chứ không phải ít đâu, cũng đủ loại ung thư nó đều xảy ra cái deletion hoặc là tandem repeat ha, hoặc là fusion. Rồi, rõ ràng cái này nó không phải nằm ở một gene, đúng không? Mà nằm ở 2-3 gene, cái nó cộng lại, cái tự nhiên bình thường cái gene nó không biểu hiện gì nhiều hết. Cái tự nhiên cái đụng cái nó biểu hiện quá trời, đúng không? Đó là làm cho quá trình ung thư, đặc biệt cái này, cái gene B này là cái oncogene đó. Bình thường nó oncogene nó không có biểu hiện. Đó, tự nhiên bây giờ nó biểu hiện quá trời. Nó vậy đó. Rồi, hoặc là cái enhancer trong một cái SNP. Đó. Cái vùng enhancer nó xa lắc xa lơ, không có mã hóa gene gì hết, tự nhiên có cái SNP ngay chỗ đó ha. Ví dụ như thế này, thì đây là một cái bài có ví dụ rất là điển hình ha. Ví dụ như cái vùng enhancer ở đây nó có 3 cái enhancer, nhưng mà trong đó có một cái SNP nó nằm ở trong cái enhancer số 3 này. Cái SNP nó là significant tại vì cái chỗ đó là nó tương tác với lại cái enhancer ngay chỗ số 3 này, nó sẽ tương tác với lại hai cái gene là FOXL1 với lại là PTCSC2C này. Đó. Thì khi mà nó có SNP á thì nó không còn tương tác mạnh với hai cái này nữa. Đó, thì quá trình á activate hoặc là cái transcript á nó xảy ra không có còn mạnh nữa ha. Thì nó đâu có nằm ở trong cái gene đâu, đúng không? Mà mình nói nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái gene, hai cái gene này. Nó nằm ở enhancer, mà cái enhancer đó những cái transcription do nó có cái SNP. Bởi vậy những cái transcription factor nó không thể binding vô được. Đúng không? Tại vì cái transcription factor là cái sequence specific mà nó phải nhận biết cái sequence để nó binding vô được. Ví dụ như giờ mình biết được có cái SNP chỗ này và mình đưa cho bác sĩ giải thích làm sao. Đúng không? Nó làm đột biến gene gì? Mà nó mã hóa cái gì? Cái gene đó. Đúng không? Mà nó làm ảnh hưởng tới cái pathway gì? Đúng không? Làm sao mà được? Đó, mình phải hiểu cái cơ chế của nó thì mình mới giải thích được, mình biết được tại sao. Bởi vậy là
tại sao mình phải học epigenetics là vậy. Đó là cái bài mà tuần trước về DNA methylation đó, đúng không? Đó là mình phải học cái này trước, có nghĩa là cái giải cái trình tự bộ gen mà 20 năm về trước á, có nghĩa năm 2001 nó đăng trên bài Science đó, nó chưa là gì hết, nó chỉ biết được cái trình tự thôi. Còn cái trình tự đó, mỗi một nucleotide trên cái genome của mình á, nó có chức năng gì, thì tới thời điểm này mình vẫn còn đang làm để mình khám phá ra, mình tìm hiểu, mình giải thích tại sao những cái đột biến ở những cái vùng không có gene đó lại nó làm nảy sinh ra nhiều thứ thay đổi về mặt phenotype, về mặt mRNA, về mặt protein, đúng không? Thì cái epigenetics á, sẽ giúp cho mình hiểu được ha. Cái epigenetics giải thích cho mình là cái enhancer, thì cái enhancer đó nó sẽ cuốn lại, nó cong lại như thế nào đó. Ví dụ như đây mọi người cũng thấy được là cái vùng này là 33 kb, đó, nguyên cái vùng này 33 kb, là nó cách xa cái gene này lắm luôn á. Mà tại sao từ đây nó phải, nếu mà mình chỉ nhìn ở trên một cái sợi dây giống như vậy á, một one đi á, một chiều á, đó, thì mình không thấy được cái gì hết, phải nằm xa lắc xa lơ, đúng không? Đó, từ đây 60 kb nè, cái vùng nhỏ nhỏ này chỗ này không đã 33 kb rồi, từ đây tới đây là 60 kb, nằm xa thì là xa luôn đó. Thì làm sao nó có thể ảnh hưởng được cái gene này ở đây như vậy, đúng không? Đó, thì mình phải học cái epigenetics, có nghĩa là cái chromatin state của nó, đúng không? Nó uốn cong như thế nào, từ đây nó sẽ quấn lại như thế này, nó nhờ CTCF nó quấn lại như thế nào, đúng không? Nó tương tác như thế nào để cho cái việc mà enhancer nó gặp cái promoter, nó tương tác nhau để nó kích hoạt cái quá trình phiên mã xảy ra, đúng không? Nhưng mà khi mà có cái SNP như chỗ này, khi mà bệnh đó, disease xuất hiện đó, thì nó có SNP chỗ này, thì cái transcription factor không thể bay lên vô được, nó không kích hoạt lên được đó ha. Thì tới đây thì mình mới hiểu là tại sao mình học epigenetics, đúng không? Là cái những cái gì mà không phải nằm ở trên, không phải nằm ở trên cái sequence ACTG của mình, mà nằm ở trên cái đó, đúng không? Đó, nó đóng xoắn lại hay là nó mở xoắn ra đó, nó cái dạng cái sợi DNA hay là nó đang đóng xoắn lại cực xoắn giống như này nè, nó quấn qua mấy cái histone đó là tạo thành mấy cái này, đúng không? Mình phải hiểu khi nào nó open chromatin đó, khi mà nó close chromatin, đúng không? Chỗ đó là enhancer, tại sao nó enhancer, làm sao biết được chỗ đó enhancer, đúng không? Thì mình học cái epigenetics này thì mình mới biết được ha, giúp cho mình giải thích những cái phenotype, những cái đột biến của GWAS, ví dụ vậy, đúng không? Hoặc là cái whole genome sequencing. À, cảm ơn mọi người. Có ai hỏi gì không mọi người? Okay. Em hỏi đi em. Em chưa có câu hỏi gì thế. À, ok, rồi. Rồi, vậy xong rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Cảm ơn Thông nhỏ rất là nhiều. Rồi, tới bạn nào báo cáo thì báo cáo đi bạn.